Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phòng RV. Trong ngày hôm nay thì bên em có chương trình sập giá cho dòng TV Sony 4K giá rẻ mẫu mới trong năm 2024, dòng S30 và cả một số cái mẫu TV X75K. Thì video ngày hôm nay em sẽ cập nhật giá mới nhất cho các bác, giá chương trình khuyến mại giảm giá mới nhất trong ngày hôm nay để các bác có thể tham khảo được giá. Bác nào mà quan tâm đến dòng TV của Sony, muốn mua hàng TV Sony, cần bên em tư vấn hoặc là muốn mua hàng bên siêu thị máy Ecomart, các bác cứ gọi trực tiếp về số tổng đài 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá. Website sẽ là eco.vn. Tiện đây các bác nào đang xem kênh của em, yêu quý em thì cũng đừng quên em xin một đăng ký kênh, một like và các bác nhấn chuông thông báo giúp em để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh Hải Phòng RV về cập nhật giá TV cũng như hướng dẫn sử dụng TV. Và không để các bác đợi lâu nữa thì ngay sau đây em sẽ bắt đầu video cập nhật giá mới để gửi đến các bác. Dòng Sony ngày hôm nay giảm giá dòng S30. Đây là mẫu mới ra mắt trong năm 2024 của thương hiệu Sony. Dòng ra mắt để phục vụ hướng đến nhu cầu giá rẻ cho khách hàng. Thì cái mẫu S30 nó sẽ có đầy đủ từ size 43 cho đến 85 inch. Và hôm nay thì bên em giảm giá từ size 43 cho đến 75 inch, 43, 50, 55, 65, 75 inch. Thì em sẽ cập nhật cho các bác từng mẫu một. Nói qua một chút về dòng TV S30. Thì cái mẫu này thiết kế mới trong năm 2024. Dòng này thì thiết kế là viền mỏng, viền nhựa này. Chân đế thì để hai bên, đây chân đế kiểu dạng hình chữ V úp ngược các bạn nhé. Đây là chân đế của mẫu S30. Từ size nhỏ đến size to thì đều thiết kế chân đế giống nhau, chẳng qua là kích thước nó to hơn thôi, còn kiểu dáng, hình dáng thì giống nhau các bạn nhé. Đây là thiết kế chân đế mặt sau của TV. Em đang quay cho bác là cái mẫu 43S30. Đây mặt sau. Cổng kết nối của dòng S30 này thì sẽ có những cái cổng như sau. Đầu tiên là hai cổng USB này, một cổng optical này, bốn cổng HDMI này, một cổng mạng và một cổng anten. Đây toàn bộ các cổng kết nối của mẫu S30. Màn hình thì độ phân giải 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, có hai củ loa. Chip là X1 4K HDR. Hỗ trợ đầy đủ Dolby Vision, Dolby Atmos. Hỗ trợ âm thanh vòm 3D giống như trong rạp chiếu phim. Công nghệ màn hình thì sẽ có công nghệ Chinu Mirror Pro với hơn 1 tỷ màu sắc. Giao diện thì Google TV, có đầy đủ hết các cái tính năng ứng dụng của TV đây. Đây các bạn nhá, Netflix này, YouTube này. Đây là những cái ứng dụng mà chỉ đang có sẵn trên TV thôi, FPT này, Vion, VTV Go. Thì hầu như là những cái ứng dụng này các bác thoải mái dùng rồi. Còn nếu các bác mà muốn tải thêm thì các bác có thể vào phần ứng dụng, các bác tìm kiếm thêm cái ứng dụng ở dưới này thì các bác sẽ có thể tải thêm về, hoặc là tải thêm cả trò chơi. Trò chơi này thì các bác có thể hỗ trợ kết nối sang những tay cầm không dây hay tay cầm chơi game thì để mình có thể chơi game trực tiếp trên TV vẫn được ok bình thường. Và cũng sẽ hỗ trợ những cái kết nối không dây sang điện thoại hay sang máy tính. Kết nối không dây thì các bác có thể truyền hình ảnh từ điện thoại sang máy tính vô tư. Mẫu S30 của Sony ấy thì nó sẽ có một cái điểm giảm hơn so với cả dòng X80. Đó là cái bộ nhớ trong của TV thì còn 16GB thôi. Nhưng mà đây là cái dòng TV mà hướng về phân khúc giá rẻ. Vì vậy mà hãng họ cũng muốn giảm một chút về cái thông số để cái mức giá nó rẻ hơn. Hiện tại thì đến ngày hôm nay cũng đã có cái chương trình giảm giá rồi. Và cái mức giá em sẽ cập nhật từ mẫu 43 inch trước. Dòng hôm nay thì mẫu 43S30 của Sony giá thành cũ nhá, giá cũ đang bán của nó rơi vào 12.180.000. Nhưng ngày hôm nay thì giảm thêm là 700.000. Vì vậy mức giá mẫu 43S30 thì sẽ còn là 11.480.000. 11.480. Đây cái tem của TV đây, em sẽ quay thêm cái tem cho các bác xem. Sony, xuất xứ Malaysia, mã sản phẩm là K
gạch ngang 43S30, công suất anh định là 103W, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đổi một trong vòng là 30 ngày đầu tiên. Đây là mẫu 43 inch. Tiếp theo, mẫu thứ hai là size 50 inch. 50 inch ấy thì màn hình độ rộng nó rơi vào khoảng là 1m12. Thiết kế đều giống như vậy, cấu hình cũng giống nhau, chỉ khác nhau mỗi cái kích thước size to hơn thôi. Size to hơn thì các bác xem ở không gian rộng hơn. Ví dụ như 43 thì các bác xem phòng ngủ, thì 50 inch các bác có thể xem trong phòng khách nhỏ, hoặc các bác muốn xem to các bác treo phòng ngủ vẫn ok. 50 inch ấy thì cái mức giá ngày hôm nay cũng được giảm là 700. Giá cũ đang bán là 13.840.000, nhưng giá mới trừ hết quà sẽ còn 13.140.000. 13.140 cho mẫu 50S30 của Sony. Tiếp theo, qua cái dòng cao hơn thì mẫu cao hơn là cái mẫu 55 inch, thì hiện tại mẫu 55 inch chưa có chương trình giảm giá, thì em đã chuyển sang mẫu 65 inch. Dòng cao hơn sẽ là mẫu 65 inch có chương trình giảm giá ngày hôm nay. Đây, mẫu 65 inch em đang để bên này. 65S30. Đây, cái tem của TV đây. Đều là hàng mới, mẫu mới trong năm 2024. Vì vậy mà giá thành cũng như là cái ngày sản xuất, các bác yên tâm là đều là sản xuất mới nhất trong năm 2024. Và hàng mới nguyên hộp. Mã sản phẩm sẽ là K-65S30. Công suất anh định là 227W, xuất xứ tại Malaysia. Thiết kế giống nhau hết các bác nhá. Thiết kế mẫu 65 inch và mẫu 43 inch, chân đế đều giống nhau. Dòng S30 này thì cũng đã có tìm kiếm giọng nói rảnh tay rồi. Các bác không cần phải sử dụng điều khiển mà vẫn có thể tìm kiếm được trên TV. Mình nói trực tiếp với TV bằng câu lệnh là OK Google, thì các bác sẽ tìm kiếm video, tìm kiếm phim, ứng dụng trên TV, hoặc là mình tìm kiếm trực tiếp trên YouTube cũng được. Mẫu 65S30, màn hình 4K, tần số quét là 60, hỗ trợ đầy đủ Dolby Atmos, Dolby Vision. Dòng này thì trong năm nay và có thể sang năm thì vẫn là những cái dòng TV giá rẻ nhất của Sony. Và Sony hướng đến cái mẫu này là mẫu phân khúc giá rẻ cho người tiêu dùng. Giá thành của mẫu 65S30 thì trong ngày hôm nay cũng được giảm 700. Giá cũ đang bán là 19.370.000, nhưng ngày hôm nay thì giảm 700. Vì vậy mà cái mức giá sẽ còn là 18.670.000 các bạn nhé. 18.670. Mẫu 65S30. Các bác có thể thấy là ngày hôm nay thì dòng S30 giảm giá tương đối là nhiều. Chương trình giảm giá toàn là 700.000 đến hơn 1 triệu cho những cái mẫu TV S30. Đây là mẫu 65 inch. Tiếp theo, một mẫu màn hình to hơn được giảm giá, mẫu 75S30. Bên em thì có đầy đủ hết tất cả dòng S30 đang bày ở đây rồi. 75S30. Đây, size màn hình 75 inch. Độ rộng màn hình 75 inch thì rơi vào là 1m67. Tem của TV đây các bạn nhé. Công suất danh định của mẫu này là 291W, hàng nhập khẩu tại Malaysia. 75S30. Màn hình của mẫu này vẫn là độ phân giải 4K, tần số quét là 60. Thiết kế viền mỏng, viền nhựa. Cổng kết nối của mẫu S30, em sẽ quay lại ở size 75 inch các bác nhìn. Thực tế thì từ size nhỏ đến size to, cổng kết nối đều giống nhau nhé. Số lượng cổng giống nhau hết. USB 2 cổng, optical, 4 cổng HDMI, cổng mạng và cổng anten. Về mức giá của mẫu 75S30 thì trong ngày hôm nay bên em giảm giá nhiều nhất là 1.600.000. Giá cũ đang bán của mẫu này là 26.950.000, nhưng mà ngày hôm nay thì giảm thêm 1.600.000, vì vậy cái mức giá chỉ còn là 25.340.000 thôi. 25.340 mẫu 75S30. Các bác nào mà quan tâm đến dòng S30 của Sony thì trong cái dịp này đã có giảm giá nhiều rồi, thì các bác tranh thủ mua sớm giúp em. Bởi vì cái chương trình giảm giá này của hãng, vì vậy mà sẽ không biết là thời gian khi nào kết thúc, cũng như là cái số lượng hàng nó sẽ có hạn thôi. Các bác mua sớm thì sẽ còn có thể là sẽ kết thúc trước cái số lượng hết trước khi mà chương trình kết thúc. Vì vậy mà
mình cũng tranh thủ mua sớm để mà có chương trình ưu đãi tốt hơn khi mà mua hàng. Ngoài ra, ngoài cái dòng S30 thì ngày hôm nay bên em có giảm giá thêm cho cả size 65 inch của cái mẫu X75K. Dòng TV 75K thì hàng sản xuất tại Việt Nam, năm ra mắt thì đời ra mắt từ năm 2022. Mẫu 65X75K, thiết kế viền dày và chân đế để hai bên. Mẫu này là mẫu thấp nhất bây giờ của Sony, dòng 75K. Màn hình độ phân giải vẫn là 4K, tần số quét 60, chip là X1 4K. Mẫu chip của mẫu X75K này thì sẽ thấp hơn so với cả dòng S30 các bạn nhé. Chip đời X1 nhưng mà thấp hơn. Màn hình thì cái giải màu của nó cũng thấp hơn, nó sẽ không có Chinu Minus Pro với hơn 1 tỷ màu sắc, mà cái giải màu nó sẽ thấp hơn một chút. Rồi từ cái bộ nhớ trong cũng chỉ còn 16GB, giao diện Google TV. Mẫu này thì cũng sẽ không có tìm kiếm giọng nói rảnh tay mà các bác phải tìm kiếm trên điều khiển. Và dòng 65X75K thì trong ngày hôm nay bên em giảm giá thêm là 300. Giá cũ đang bán là 14.850.000, nhưng giá mới nhất ngày hôm nay sẽ còn là 14.550.000 65X75K. Tương tự với cả mẫu 65 inch thì ở size 43 thì bên em cũng có giảm giá cho mẫu 43X75K, cũng được giảm giá. Dòng 75K là dòng giá rẻ nhất bây giờ, nhưng mà nó ra mắt từ năm 2022. Còn mẫu S30 cũng là mẫu giá rẻ nhưng mà ra mắt năm 2024, là mẫu mới. Đây là mẫu 43X75K. Xuất xứ của dòng 75K là hàng Việt Nam các bạn nhé. Về cái mức giá thì mẫu 43X75K thì giá thành ngày hôm nay cũng được giảm là 700. Giá cũ đang bán là 8.840.000, nhưng trừ thêm 700 thì giá sẽ còn là 8.140.000. 8.140. Như vậy trên đây em đã vừa cập nhật cho các bác những cái mẫu TV Sony được giảm giá trong ngày hôm nay, dòng S30 và dòng X75K. Rất là tiếc, ở dòng S30 thì size 55 và size 85 chưa có được giảm, thì em chưa cập nhật được giá các bác nhé, giá vẫn giá cũ. Còn những cái mẫu có giảm giá thì em đã cập nhật gửi đến các bác rồi. Các bác nào quan tâm đến hai cái mẫu này, hai dòng này thì các bác có thể tham khảo. Và nếu mà như muốn mua hàng, các bác cứ gọi về số tổng đài bên em là 0974 178586, thì bên em sẽ tư vấn báo giá cho các bác. Ở siêu thị điện máy Ecomart thì có giao hàng toàn quốc, có cả trả góp, và các bác sẽ được hỗ trợ tốt nhất khi mà gọi điện về bên em. Video cập nhật giá đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ra những video hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.